thông báo nhanh số 58 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 6 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2021. Tính từ 18 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021 đến 6 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2021, ghi nhận 80 ca mắc mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. 9 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, trong đó 5 ca liên quan đến bệnh nhân 28499, phường 11, thành phố Vũng Tàu. 3 ca liên quan đến bệnh nhân 48581, xã Hòa Hưng, huyện Sương Mộc. 1 ca liên quan đến bệnh nhân 48593, xã Bình Châu, huyện Sương Mộc. 70 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, trong đó 65 ca tại khu vực phong tỏa thị trấn Long Hải liên quan đến bệnh nhân 62916, khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 5 ca tại khu vực phong tỏa xã Bầu Lâm liên quan tới chùm ca bệnh bệnh nhân 37515, Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc. Một ca ghi nhận ngoài cộng đồng phát hiện tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số lượng ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 440 ca. Số ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là 140 ca, tổng cộng 580 ca. Số người đang cách ly tập trung 2.709 trường hợp, tăng mới vào 200, giảm hoàn thành cách ly 110. Lý kế từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, 17.273 trường hợp. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo điều kiện an toàn vừa sản xuất vừa phòng chống dịch COVID-19 trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển và các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện phương án ba tại chỗ, sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ, số vừa thực hiện ba tại chỗ vừa đưa đón công nhân tập trung số chỉ thực hiện đưa đón công nhân tập trung khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài việc đảm bảo các điều kiện an toàn trong sản xuất vừa đảm bảo tất cả công nhân người lao động được xét nghiệm nhanh theo thời hạn quy định và không sắp xếp số công nhân đang thực hiện ba tại chỗ làm việc chung với công nhân được đưa đón nhằm hạn chế lây nhiễm chéo khi có ca mắc bệnh xảy ra đồng thời phối hợp với cơ quan y tế để thông tin, tư vấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện việc xét nghiệm theo quy định. Vận động người dân mua sắm hàng trực tuyến, thay đổi phương thức mua giao nhận hàng để đảm bảo quy định giãn cách. Với các hộ nghèo, gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỉnh và các địa phương có chính sách quan tâm kịp thời để nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết số 68 của chính phủ về hỗ trợ người lao động.